Sale nó không phải là cái gì mơ hồ, sale là cái gì đó cực kỳ là trần trụi, rất là thực tế để các bạn có thể về nhà và xây dựng được một cái kịch bản xử lý từ chối và tối đa hóa được cái công cuộc chốt sale, chuyển đổi của mình tốt hơn. Cái phương châm bán hàng của mình là bán ít đơn, doanh số cao, lợi nhuận tốt. Thầy Hạnh cũng vừa chia sẻ là mình bắt đầu xuất thân từ những việc bán cái thứ nhỏ nhất là thời trang, bán những thứ mặt hàng rất là rẻ tiền, thậm chí là còn dưới cả 100.000 cơ. Thế sau đó thì mình càng ngày thì mình càng nâng cấp bản thân lên và mình nâng giá trị của đơn hàng mình lên. Và hiện nay thì cái mà lĩnh vực mình đang hoạt động đó là xuất khẩu lao động, và một đơn hàng của mình thì nó rơi đâu đó khoảng tầm từ 120 triệu đến 150 triệu một đơn hàng. Đó, và mình đã phải trải qua rất là nhiều xương máu để có được những cái kỹ năng xử lý từ chối, làm sao để thuyết phục được khách hàng, bẻ gãy được sự kháng cự của khách hàng. Và mình tin chắc chắn một điều rằng các bạn có mặt hôm nay ở đây đặt câu hỏi về cái sự từ chối mà các bạn đang gặp phải, các bạn sẽ không phải thất vọng, bởi vì những cái kiến thức mình học được không phải chỉ vì trong nước mà mình còn học từ rất là nhiều các thầy ở nước ngoài. Và mình tin chắc chắn một điều là có rất là nhiều các khái niệm ở đây về xử lý từ chối các bạn chưa được nghe một thầy nào ở trong Việt Nam luôn. Các bạn sẽ đặt câu hỏi với mình và mình sẽ chia sẻ luôn cái phương án mà mình đã làm như thế nào trong thực tế để cho các bạn thấy được rằng là sale nó không phải là cái gì mơ hồ, sale là cái gì đó cực kỳ là trần trụi, rất là thực tế để các bạn có thể về nhà và xây dựng được một cái kịch bản xử lý từ chối và tối đa hóa được cái công cuộc chốt sale, chuyển đổi của mình tốt hơn, đúng không ạ? Mọi người có nhất trí không ạ? Chào thầy Hạnh, chào chị Ngọc. Em giới thiệu, em là Hiếu. Hiện tại là em đang là trưởng bộ phận ứng dụng hoặc kinh doanh của tập đoàn bất động sản Thiên Khôi. Em kinh doanh lĩnh vực bất động sản đúng không? Em là bên chuyên tuyển dụng. Bởi vì hệ thống kinh doanh thì càng tuyển nhiều người thì tập đoàn sẽ càng lên càng cao. Ok. Bản chất là sẽ khác là chủ động đi tuyển dụng cộng tác viên. Thì trong quá trình mà em tư vấn thì em đã có đội ngũ nhân viên độ khoảng tầm trung bình sẽ là 5 đến 6 tư vấn viên thôi. Đấy ạ. Còn kịch bản chốt sale thì em cũng có, em cũng xây dựng phễu. Từ cái lúc mà hành trình ứng viên, từ lúc mà mình tiếp cận lần đầu đến các bước có quy trình em có xây dựng. Thì cái mà em đang gặp từ chối nhiều nhất thì là chuyển hóa khâu từ lúc mà tiếp cận này, có số điện thoại đến lúc mà ra được cái gọi là lịch phỏng vấn ấy. Để người ta lên phỏng vấn thì câu từ chối hay gặp nhiều nhất là để anh chị xem lại rồi anh chị sẽ liên hệ em sau. Thì em hiểu bản chất câu hỏi đấy là người ta đang gặp một vấn đề gọi là có cái gì đấy người ta chưa thỏa mãn lắm. Và người ta đang sợ mất thời gian trong cái việc mà người ta gặp mặt với mình để trao đổi về công việc. Nên người ta quyết định là người ta không tiến thêm bước nữa để chị tìm hiểu thêm hay là chị sẽ hỏi ý kiến người này người kia. Thì bản chất người ta lo sợ cái gì đấy người ta mới không tiến đến bước tiếp theo. Chị đã hiểu vấn đề của em rồi. Cảm ơn câu hỏi của em. Cái câu hỏi của em nó không khác gì so với lĩnh vực chốt xỉ. Đó là bán ước mơ. Có bạn nào vừa nãy bán mỹ phẩm đúng không nhỉ? Đấy, bán khi mà Ngọc làm kinh doanh hệ thống hoặc là đào tạo cho bên bất động sản thì họ có, hoặc là bán về khóa học cũng thế thôi, thì nó đều là mang tính chất về bán ước mơ là nhiều, bán tương lai là nhiều. Và cái việc mà tìm hiểu, cái việc là để anh hoặc chị tìm hiểu thêm, và em đang muốn biết là cái thực sự cái đằng sau cái lời từ chối về tìm hiểu thêm, thế thì chị nghĩ rằng nó sẽ quanh ở hai vấn đề như sau. Một, đó là gì? Đó là em đang bán cơ hội việc làm cho người ta, nhưng cái mà người ta chưa hình dung được đó là người ta sẽ bắt đầu công việc này như thế nào, nó dễ dàng ra làm sao, quy trình và lộ trình cho người mới, cho người ta trong tương lai như thế nào. Nên người ta cảm thấy rằng cái tương lai em đang bán nó rất mù mờ và người ta chưa có niềm tin. Và cái quan trọng nhất đó là cái lộ trình về cái thời gian đấy, nó phải có một cái lộ trình về thu nhập. Ví dụ như khi chị chốt sale xỉ thì chị đều có một cái mục đích rất là như này. Tháng đầu tiên khi em bắt đầu kinh doanh cái vấn đề này thì chị đặt mục tiêu cho em là có thu nhập bao nhiêu, hàng ngày em phải làm công việc gì, và càng rõ ràng cái vấn đề đấy bao nhiêu thì người ta càng có niềm tin là người ta có khả năng làm được. Còn người ta xem thêm ở đây ý, thực ra người ta chả xem thêm cái gì đâu ạ, người ta chỉ nghi ngờ, hoài nghi là bản thân mình không làm được cái công việc mà em đang muốn người ta làm. Đó, thế nên là chỉ có ở cái kịch bản chốt sale, đó là việc mình bán tương lai. Vậy thì tương lai cụ thể phải được chuẩn hóa bằng các con số, thu nhập bao nhiêu, mỗi ngày em làm việc bao nhiêu giờ, công việc cần làm là gì, công ty đã chuẩn bị cho em những tư liệu gì để em làm cái công việc đó, và nó dễ dàng ra làm sao, và bao nhiêu người đã thành công với công việc này. Tất cả khi mà đã bán về dịch vụ, bán về tương lai thì tất cả phải được cụ thể hóa bằng con số để người ta có thể cảm nhận được. Bởi vì là dịch vụ đã là một cái thứ rất mơ hồ rồi,
Mà nếu như còn không chuẩn hóa bằng con số thì không bao giờ đi được xa. Ví dụ như chẳng hạn, khi chị làm về lĩnh vực bất động sản, chị đào tạo cho các bạn bất động sản, mà để đào tạo các bạn tư vấn viên như này này, để họ tuyển thêm người vào hệ thống để họ có người ấy, thế thì phải bảo ra là ví dụ như bạn áo đen này, bạn đã bắt đầu cái công việc bất động sản này, tư vấn bất động sản này đã được bao nhiêu lâu rồi, 4 tháng à, bạn đã đoán được bao nhiêu khách rồi, thu nhập của bạn là được như thế nào rồi. Em phải có minh họa, ví dụ như là mồi nào cả đấy, cái bạn của em đã từng trước đây làm công việc gì, thì em phải có một cái ví dụ cụ thể về cái sự tương ứng như thế. Chứ còn bây giờ em, bạn của em là một người phụ nữ đang vừa mới sinh nở xong, đang muốn quay lại đi làm, nhưng mà em lại lấy ví dụ là một anh thanh niên, nó không có liên quan gì đến chị phụ nữ này, thì cái ví dụ đấy của em nó không thuyết phục. Thế nên rằng là muốn chốt như thế nào thì cái feedback của mình, cái ví dụ của mình nó phải phù hợp với cái người mà mình muốn chốt đó, thì nó mới ra được câu chuyện cụ thể hóa bằng lộ trình, con số.